Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 7148941177. Mọi sự đều diễn biến trong một điều mà ngay cả Tập Cận Bình cũng không thể ngờ đến. Vào sáng ngày hôm nay, tin tức từ tỉnh Hà Nam ghi nhận, dân chúng bước ra đường thì nhìn thấy xe tăng thiết giáp ầm ầm trên đường phố. Ngay cả có những người đang say ngủ thì họ cũng bị thức tỉnh vì những hình ảnh và âm thanh ồn ào phía bên ngoài. Thưa quý vị, đây là tin tức ghi nhận được là phía Trung Quốc phải đưa xe tăng tới để chặn ngay trước các ngân hàng, đặc biệt là ở tỉnh Hà Nam và các tỉnh khác nữa. Bây giờ nó tràn lan hết rồi. Tin tức này đã biến động từ hơn một tuần lễ vừa qua ở trên mạng, khi có người, cái chuyện này mới đầu nó nhỏ thôi, có người kẹt tiền bởi vì các nguồn đầu tư, và khi thị trường chứng khoán rất thê thảm đó, họ cần rút tiền tiết kiệm ra. Nhưng mà trước đó có những người họ nói, ủa, khi mà vào trong, quý vị có thể vào trong internet để mà check cái nguồn tiền đầu tư của mình hoặc là tiền tiết kiệm, thì họ nói, ủa, cái này mới đầu là saving mà. Saving có nghĩa là tiền tiết kiệm. Tiền tiết kiệm thì chúng tôi có thể lấy ra bất cứ lúc nào, giống như checking account hoặc là saving account thôi quý vị. Bất cứ lúc nào bước vào ngân hàng là lấy được ngay. Cái chuyện này nó rất bình thường. Thế nhưng mới đây, cách đây khoảng 2 tuần, có người dân đi vào thì họ nói, ủa, cái chữ saving nó biến thành cái chữ investment, nó thành tiền đầu tư. Thì họ bắt đầu họ thắc mắc, nhưng mà bởi vì lúc đó họ chưa có cần tiền, thì họ hỏi chuyện với nhân viên của ngân hàng, mà đây là ngân hàng lớn, ngân hàng trung ương của Bắc Kinh á. Thì ngân hàng nói, ô, không có, đây là chỉ là cái thủ tục bình thường thôi. À, quý vị muốn rút tiền ra lúc nào cũng được hết. Thế là những người này yên tâm. Nhưng mà rồi vài ngày sau có người đi rút tiền, thì ngân hàng đã nói là tiền không rút được, bởi vì đây là tiền đầu tư. Quý vị thấy nó kinh hoàng đến độ như vậy. Ở một cái xứ sở mà độc tài toàn trị, mà người ta tưởng đó là Trung Quốc đang phát triển kinh tế rất là tốt. Thế nhưng bây giờ đó, mọi chuyện, mà cái chuyện này chúng ta hôm nay mà nghe được đó, nó đã ầm ĩ ở trong nước Trung Quốc kinh hoàng như thế nào, và bị bưng bít thông tin. Bởi vì người dân mỗi ngày xuất hiện ở trên đài truyền hình đó, họ toàn là thấy chuyện giải trí, phim bộ nói về, toàn là những lời ca ngợi nhà cầm quyền thôi. Không, tất cả những cái tin tức này, những cái cuộc biểu tình đều bị che giấu. Và đây là tình trạng mà bởi vì sợ đó, những cái hình ảnh xấu liên quan đến công an cộng sản xuất hiện đàn áp dân chúng, cho nên bọn chúng đưa những hình ảnh của những người thanh niên, thiếu niên mặc quần áo học sinh, đội lốt học sinh để trấn áp người biểu tình, và dẫn đến nhiều cuộc biểu tình. Bởi vì những người này đó, họ rút tiền không được, mà nguồn đầu tư có người 5.000 đô, 10.000 đô, đại loại là như vậy, tính từ nhân dân tệ ra. Có người 50.000, cả 100.000. Thì chuyện gì cái nguồn gốc đó, tất cả đó quý vị, là trong thời trước thời đại dịch, thì nền kinh tế cả thế giới đều đang phát triển rất tốt đẹp, nhất là ngành địa ốc. Và vì thế, Trung Quốc chưa bao giờ mà có cái ngành địa ốc bất động sản mà nó tăng khủng khiếp như thế. Từ Trung Quốc đến Việt Nam, Mã Lai, nói chung là ở khắp nơi, kể cả Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà khi mà họ xây dựng đó, thì họ lại làm một quốc gia cộng sản theo định hướng xã hội chủ nghĩa,
mà làm ăn không khác gì Mỹ. Có nghĩa là cái người mà đầu tư đó, họ đi mượn tiền ngân hàng. Rồi các chủ đất là ai? Chủ đất là các tỉnh, trong đó có tỉnh Hà Nam hiện nay đang gặp vấn đề đó. Thì những người chủ đất này cho thuê đất. Và cho thuê đất như thế thì được trả tiền lời hàng tháng, được trả tiền thuê hàng tháng. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Cái người đầu tư là bỏ tiền để mua căn chung cư hoặc mua nhà trước. Nhưng mà rồi sau đó, đó đại dịch đến thì các dự án này bị đình trệ. Đình trệ mà vẫn thiếu nợ, có nghĩa là vẫn phải trả tiền lời. Ngân hàng, và cái chuyện này nó trở lại với Hoa Kỳ. Quý vị còn nhớ nợ dưới chuẩn. Ngân hàng bỏ tiền quá nhiều để đầu tư vào các bất động sản. Và bây giờ ngày hôm nay Trung Quốc lặp lại cái thời kỳ suy thoái của năm 2006-2008. Ngân hàng bây giờ không có tiền trả. Ngân hàng đã lấy tiền đầu tư của người dân đổ vào đầu tư các dự án bất động sản này. Hết sạch tiền luôn. Mà khổ nỗi thưa quý vị, nguồn tiền mà chúng ta bỏ vào ngân hàng ở đây đó được FDIC insure. Nếu xảy ra ngân hàng mà phá sản đó, chính phủ liên bang phải nhảy vào để bảo vệ các ngân hàng này. Và điều đó, cái thời của ông Obama, ông đã phải, chúng ta phải bỏ ra bao nhiêu ngàn tỷ Mỹ Kim để cứu nguy các ngân hàng này. Ngày hôm nay thì Trung Quốc cũng đang quá kẹt luôn. Lẽ ra họ phải cứu nguy, nhưng mà muốn cứu nguy là phải có tiền dự trữ lớn. Thì bây giờ, mặc dù số tiền họ nói là thiếu của các công ty bất động sản là 83 tỷ, đó là bề mặt chúng ta nghe được thôi. Còn trên thực tế, nó còn nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên ngày hôm nay họ nói tình hình càng ngày càng biến động mà chưa có cách nào để giải quyết. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì vào tối ngày hôm nay ở tại Hạ Viện sẽ tiếp tục diễn ra một cái buổi điều trần để mà cho thấy là ông Trump đã làm gì và không làm gì vào đúng ngay cái, những cái lúc mà những cái người tấn công đang đi lùng sục ở ngay điện Capitol Hill mà muốn tìm cách treo cổ ông phó tổng thống Mike Pence, để muốn cho thấy là giống như là ông Trump, ông biết cái mối nguy hiểm nhưng mà ông quyết định là không ra ngăn cản những người này, hay không đưa ra những cái tuyên bố kêu những người này đi về. Thì có một cái cuộc thăm dò mới nhất diễn ra vào cách đây 2 ngày do NPR, PBS với lại Viện Marist phối hợp thực hiện, thưa quý vị, liên quan đến những cái vụ điều trần này đó. Mục đích từ tất cả những cái cuộc điều trần từ ủy ban điều tra vụ tấn công ở Hạ Viện đó, cái mục đích là để cho người dân Hoa Kỳ thấy được là cái nguy cơ của nền dân chủ Hoa Kỳ có thể dễ dàng bị tấn công như thế nào chỉ vì một cái sự khích bác của một người lãnh đạo được dân bầu lên. Tuy nhiên, qua cái cuộc thăm dò này đó thì tất cả những cái cuộc điều trần bữa giờ mà Hạ Viện họ tốn công họ làm, nó không có làm lung lay quan điểm của cử tri nhiều như là phía Hạ Viện muốn. Đó là kết quả của cái cuộc thăm dò họ cho biết, thưa quý vị. Thứ nhất đó là những cái buổi điều trần từ đó đến giờ đó, phía cử tri đảng Cộng Hòa là coi như là không có nói chung là xê dịch được cái quan điểm của họ mấy. Chỉ là một số rất là ít họ thừa nhận là cái vụ tấn công đó là ông Trump đó, là ông là nguyên nhân sâu xa nhất vì ông mà mọi người ra tấn công. Nhưng mà đến hơn 60% cử tri của đảng Cộng Hòa đó thì họ nghĩ rằng cái vụ bạo loạn là đã có thật, đã xảy ra rồi, nhưng mà bây giờ không nên tiêu tốn giống như là tài lực rồi sức người vân vân, Hạ Viện đừng có kéo dài nữa mà hãy ngưng cái chuyện này đi. Và thứ hai nữa là đương nhiên cử tri mà của đảng Dân Chủ thì họ rất là ghét, cho nên là cứ 10 người đó thì hết 9 người nghĩ là cần phải truy tố ông Trump. Tuy nhiên cái số cử tri đảng Cộng Hòa mà muốn truy tố ông Trump chỉ có chưa đến 10% thôi quý vị. Và đặc biệt theo cái cuộc thăm dò này đó, cái
quan trọng nhất là tất cả những cái buổi điều trần từ bữa đến giờ nó không có ảnh hưởng gì đến cái quan điểm của cử tri và cái việc mà họ sẽ đi bầu cho đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ vào cái cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 này như là Hạ viện muốn, là giống như họ muốn là cử tri thông qua cái việc này đừng có bầu cho những cái người ứng viên thuộc đảng Cộng Hòa mà có cái quan điểm vẫn còn liên quan đến ông Trump. Bởi vì theo như cái cuộc thăm dò này, 70% cử tri của cả hai đảng luôn và kể cả cử tri độc lập cho biết là lạm phát mới là mối lo hàng đầu của họ và đó là mới là nguyên nhân khiến họ đi bỏ phiếu. Chứ còn những cái cuộc mà điều trần liên quan đến cái vụ tấn công họ không có còn giống như là quan tâm lắm nữa. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bạn tin đáng chú ý sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.